Hello, chào bạn, chào mừng các bạn trở lại với Tony Supercar Vlog. Và như các bạn đã thấy thì ngay phía sau mình đây chính là chiếc Aston Martin Rapide S, một trong những mẫu sedan thể thao sang trọng cao cấp và được mệnh danh với cái tên là Nữ Hoàng Anh Quốc các bạn nhé. Và mẫu xe này thì chỉ có khoảng 4 chiếc tại thị trường Việt Nam thôi. Đây là một trong 4 chiếc đó có ngoại thất màu đen duy nhất, với nội thất bên trong màu đỏ cực kỳ đẹp luôn. Aston Martin Rapide S thì sở hữu thiết kế 4 cửa 4 chỗ ngồi, động cơ V12 6.0 lít, công suất là 552 mã lực và mô men xoắn cực đại là 630 Nm các bạn nhé. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đi khám phá nhanh chiếc Aston Martin Rapide S đang nằm trên phố Ngô Quyền, Hà Nội trong ngày 2 tháng 9 này nhé. S model một trong khoảng 4 chiếc đang có mặt tại thị trường Việt Nam hiện nay, trong đó có 3 chiếc đang có mặt tại Hà Nội luôn, 2 chiếc màu trắng và 1 chiếc màu đen. Chiếc màu đen này thì khác biệt với những chiếc còn lại bởi bộ mâm nhìn gấu chiến hơn. Đây là chiếc sedan 4 cửa sang trọng đẳng cấp, tuy nhiên lại sở hữu sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ luôn các bạn nhé. Nhìn thoáng qua thì rất nhiều người sẽ nghĩ đây là một chiếc coupe thể thao, bởi vì mặc dù có thiết kế 4 cửa, tuy nhiên nhìn các bạn nhìn chéo như thế này thì các bạn sẽ thấy nó cực kỳ thể thao luôn, cực kỳ thể thao mạnh mẽ luôn, chứ không phải là đơn thuần đâu. Đó, các bạn nhìn được khối động cơ V12 6.0 lít, công suất đâu đó khoảng 552 mã lực các bạn nhé, cực kỳ mạnh mẽ luôn. Khối động cơ đặt trước công suất lên đến hơn 550 mã lực, quá là dã man luôn. 4 chỗ ngồi, nội thất của chiếc này thì cực kỳ đỉnh cao luôn. Chiếc đang có ngay trước mặt chúng ta đây, có nội thất màu đỏ các bạn ạ, nội thất màu đỏ, bọc da màu đỏ với những cái được chỉ khâu cực kỳ tinh tế luôn các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy nội thất bên trong màu đỏ không? Màn hình phía sau chỉ có 2 ghế ngồi thôi. Thiết kế kiểu thương gia đỉnh cao luôn các bạn nhé. Phần đuôi này có chữ logo Rapide và chữ S, màu đỏ các bạn có thể nhìn thấy. Đây các bạn mình quay gần cho bạn xem. Có chữ S màu đỏ gần chữ Rapide. Cái phần nắp capo nó được làm vuốt lên trông như một cái cánh gió gắn cố định luôn, các bạn nhìn ngang. Đó, các bạn nhìn ngang có thể thấy. Đó, nó làm vuốt lên như một cái cánh lướt gió gắn cố định luôn. Cụm đèn hậu thiết kế kiểu boomerang. Thiết kế kiểu boomerang dạng LED rất là đẹp luôn. Đây chính là cái Rapide S chúng ta. Logo Aston Martin, Nữ Hoàng Anh Quốc, quá ấn tượng luôn. Oh, chiếc Lexus LX570 quá chất luôn. Chiếc này có 4 cửa, tuy nhiên cái phần tay nắm cửa được làm ẩn ở bên trong, giống như những chiếc Huracan. Đó, rất là bóng luôn, bóng lộn các bạn. Phần lưới tản nhiệt với 9 nan ngang, logo Aston Martin, cánh chim thiên thần nữa các bạn, với dòng chữ Aston Martin trên nền màu xanh, quá đỉnh luôn các bạn. Khối động cơ V12 6.0 lít đặt ở phía dưới cái nắp capo này, với hai cái mang cá tản nhiệt cho khối động cơ. Khối động cơ cực lớn 6.0 lít, quá đẹp luôn bạn. Bộ mâm kích thước 20 inch, lốp 245/40, có thiết kế 5 chiếu kép, phong cách kiểu bề ngoài có màu kim loại, còn bên trong có màu đen, rất là ấn tượng luôn. Cụm phanh của Aston Martin, đĩa phanh rất là lớn. Wow, rất
là bóng bẩy. Nhiều người, rất nhiều người in cục. Rất đẹp luôn. Wow. Xe phải nói là giữ gìn rất là bóng luôn đấy. Người đẹp vừa tạo dáng chụp ảnh chiếc Aston Martin Rapace S này tại cái xi nhan này, cái xi nhan hai bên hông này các bạn, được gắn tại cái chi tiết băng cá này, chi tiết băng cá hai bên sườn này. Họ nhìn rất là tinh tế luôn các bạn, tổng thể thiết kế rất là ấn tượng, rất là đẹp, những chê luôn các bạn. Bốn chỗ ngồi. Chiếc này thì năm 2016 đưa về Việt Nam có giá đâu đó khoảng 10 đến 11 tỷ đồng. Còn thời điểm hiện tại thì mình không rõ là nó có giá bao nhiêu tiền, mình nghĩ là nó sẽ rất là lớn đấy. Đây là selfie chiếc Aston Martin Rapace S. Bật mí là chủ nhân của chiếc này là một chị gái nhá. Một chút nữa nếu mà chờ được thì mình sẽ quay và cho các bạn nghe thử tiếng bô. Tiếng bô của chiếc này cũng rất là gớm luôn đấy. V12 6.0 lít. Và mình sẽ kết thúc cái video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn nhớ subscribe và ủng hộ kênh YouTube của mình nhé, để mình thường xuyên ra những cái vlog mới nhất về siêu xe và xe sang. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hôm nay là mùng 2 tháng 9 các bạn nhá.